Theo Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2014, sản lượng lúa dùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 25 triệu tấn, tăng hơn 700.000 tấn so năm 2013, chiếm 56% sản lượng lúa cả nước. Các tỉnh đạt sản lượng lúa cao nhất dùng là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp với 11,7 triệu tấn. Đáng chú ý là sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng lên trong bối cảnh diện tích sản xuất đang có xu hướng giảm xuống. Cụ thể như trong vụ đông xuân 2013-2014, toàn vùng đã giảm hơn 2.000 hectare đất trồng lúa, nhưng sản lượng lại tăng thêm gần 550.000 tấn so với vụ mùa cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do bình quân năng suất đã đạt mức 7,16 tấn một hectare, tăng 0,36 tấn một hectare so với vụ đông xuân 2012-2013. Hiện đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân 2014-2015 ở nhiều địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ở những diện tích đã thu hoạch cho năng suất cũng rất khả quan, nhiều tín hiệu cho thấy đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục có được một vụ lúa trúng mùa. Thì năm nay thì so với đường cắt ngoài này thì hiện tại thì cái số bao hôm nay hơn vụ rồi là không bao hay bao hết. Nó có thể là tăng lên khoảng cỡ có lẽ người lên tấn cả nhân công đồng cái mình đó. Để năng suất sản lượng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long liên tục gia tăng trong thời gian qua có đóng góp rất lớn của các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Những thành tựu trong công tác giống đến kỹ thuật canh tác, quản lý dịch hại đều được bà con nông dân áp dụng rộng rãi vào sản xuất. Ở từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa đều có những giải pháp kỹ thuật nhằm phát huy đầy đủ và tốt nhất các yếu tố cấu thành năng suất. Chúng tích hợp trong các gói tiến bộ kỹ thuật như 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm đã giúp tiết giảm chi phí, nâng cao thu nhập trên một đơn vị đất canh tác cho người trồng lúa. Nếu như trước kia sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long tăng lên chủ yếu là do mở rộng diện tích, tăng mùa vụ, thì những năm gần đây, vấn đề cải thiện năng suất lại được xác định là một trong những nguyên nhân chính. Trong bối cảnh giá cả lúa gạo vẫn còn bấp bênh, thị trường tiêu thụ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thì các giải pháp đột phá từ áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo chính là giải pháp đảm bảo ổn định thu nhập cho người trồng lúa. Để áp dụng tốt vào từng điều kiện sản xuất cụ thể, bên cạnh kinh nghiệm thực tế thì bà con nông dân rất cần sự tư vấn những kiến thức cơ bản từ các nhà khoa học. Xin chào bà con nông dân, chào quý khán giả đang đến với chương trình Sức mạnh sinh học. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Kính thưa bà con, thưa quý khán giả, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì cũng cho chúng ta thấy rằng là năng suất lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã liên tục tăng trong những năm vừa qua, và trong đó đã có rất là nhiều những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác cũng như là trong cái quản lý dịch hại, nó cũng đã có khả năng cải thiện năng suất cũng như là chất lượng của hạt lúa rất là nhiều. Và vấn đề đặt ra là bà con nông dân chúng ta cần phải ứng dụng như thế nào vào thực tiễn sản xuất của mình để cho đạt được cái kết quả tốt nhất. Cũng chính vì lý do đó mà chương trình Sức mạnh sinh học kỳ 41 của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, chúng tôi xin bàn về chủ đề các yếu tố cấu thành năng suất lúa. Mong rằng là qua chương trình này rồi cũng sẽ giúp cho bà con nông dân chúng ta có thêm được những cái giải pháp hữu ích để mà bà con chinh phục được những cái đỉnh cao về năng suất trong thời gian tới. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các nhà khoa học tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay gồm có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, giảng viên khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng có mời đến đây 4 vị nông dân. Chúng tôi xin giới thiệu nhà nông thứ nhất là Trần Văn Lợi đến từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nhà nông thứ hai là Nguyễn Văn Chí cũng đến từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Nhà nông thứ ba là Nguyễn Văn Đúng đến từ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Và nhà nông thứ tư là Lê Văn Giàng đến từ Trà Ôn, Vĩnh Long. Và cùng đồng hành với bà con nông dân trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, trưởng phòng kỹ thuật công ty Tân Thành. Chúng tôi xin được đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay bằng một vấn đề mà chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Vâng, thưa giáo sư, cũng như chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay bàn là các yếu tố cấu thành năng suất, thì nhân đây giáo sư có thể là thông tin cho bà con được biết là cụ thể đó là những cái yếu tố nào ạ? Dạ. Thưa bà con, thì thông thường để mà tính cái năng suất của lúa đó, người ta chỉ dựa vào ba cái yếu tố thôi. Như cô Hằng hỏi yếu tố nào cấu thành năng suất, thường ta dựa vào ba cái. Một là cái số bông. Số bông đây ta lấy cái đơn vị thường thường là trên một thước vuông để mà tính coi coi có nó được là bao nhiêu bông.
Xong rồi cái yếu tố thứ hai đó là cái số hạt chắc trên một bông, thì mình lấy hai cái đó mình nhân nhau rồi. Rồi cái thứ ba đó là cái trọng lượng của hạt. Thường thường thì người ta lấy cái đơn vị là trên 1.000 hạt, vì hột lúa nó nhỏ lắm, mình lấy 1.000 hạt cho nó dễ nói chuyện. Thì ba cái đó, ba cái yếu tố đó chúng ta nhân lại với nhau, nghĩa là theo cái gọi là cái tính toán của mình thì có thể tính ra được cái năng suất của lúa. Nhưng mà để dễ cái việc mà điều chỉnh trong cái kỹ thuật canh tác đó, thì cái tỷ lệ hạt chắc người ta lại nhiều khi người ta phải chẻ nó ra nữa. Tức là người ta coi như vậy là trên một bông nó có được bao nhiêu hạt, rồi cái tỷ lệ hạt chắc nó là bao nhiêu. Bởi vì có những trường hợp bà con thấy là cái tỷ lệ cái số hạt chắc trên bông là nó ít, nhưng mà số bông nó thật là nhiều, cái số hạt nó thật là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ hạt chắc trên bông nó là ít. Nếu mà mình lấy cái hạt chắc không thì mình không biết là tại sao mà cái số hạt chắc nó ít như vậy. Nên người ta coi cái bông nó có nhiều hạt không. Nếu mà tỷ lệ hạt chắc mà nó cao quá thì nó dẫn tới cái chỗ là số hạt chắc trên bông nó thấp, thì lúc đó chúng ta phải có cách điều chỉnh. Thì ở đây thì tôi nói rất ngắn gọn để bà con mình biết là bây giờ các yếu tố này ở những cái giai đoạn nào của lúa nó sẽ quyết định. Cái thứ nhất là cái số bông trên một đơn vị diện tích, tức là trên một thước vuông đó, thì nó được quyết định bởi cái mật độ xạ của bà con của mình, cũng như là cái cách chúng ta điều khiển cái gọi là cái khả năng nhảy trồng. Nhưng mà thông thường thì tôi thấy là bà con của mình có một cái chỗ là cố gắng điều khiển cho nó ra trồi nhiều quá, nhưng mà cuối cùng lại rồi đó thì bà con biết rằng nó vẫn giữ một cái gọi là cái số bông trên một thước vuông nhất định nào đó thôi, vì không thể nào nhiều hơn được nữa, do cái điều kiện là ánh nắng mặt trời, cái số lá rồi nó không thể nào mà nó nhận đủ cái nắng mặt trời. Nên như vậy thì cái số bông nó phải làm sao, nghĩa là hợp cho từng cái giống lúa. Thì cái phần này có lẽ là rồi chúng ta cũng sẽ trao đổi cái vấn đề này. Thì thường á, thì tôi nói là cái mật độ xạ cũng như là cái cách điều khiển cái mật độ chồi, và bà con quyết định như vậy là cái số bông nó được là bao nhiêu. Đừng để nhiều chồi quá mà nó sẽ có nhiều cái chồi hữu hiệu. Còn cái tổng cái số hạt trên một bông á, thì được quyết định ở cái thời điểm mà lúc mà cái bông non, tức là cái tim đèn đó, được một ly đó. Nếu mà bà con đảm bảo đủ cái vấn đề dinh dưỡng cũng như là quản lý cái dịch hại tốt, và trước đó là chúng ta có cái cây lúa khỏe, thì chắc chắn rằng cái số hạt trên bông nó được nhiều ở cái giai đoạn này. Bởi vì ở cái thời điểm này là cái sự mà phân chia tế bào để tạo ra cái gọi là cái hạt lúa non á, nó tích cực ở giai đoạn này. Nên chúng ta, bà con thường hay được khuyến cáo là bón phân đúng cái thời điểm mà tiêm đèn một ly, đó là như vậy, để có được cái số hạt trên bông nó nhiều. Còn cái tỷ lệ hạt chắc có nghĩa là có cái hạt ra tạo ra được rồi, nhưng mà chưa chắc gì nó được giàu gạo tốt. Có thể là do cái thụ phấn không tốt thì nó được điều khiển bởi ở cái thời điểm gọi là trổ, rồi sau đó trong cái quá trình giàu gạo thì nó sẽ quyết định cái tỷ lệ hạt chắc trên bông. Còn một cái cuối cùng đó là trọng lượng ngàn hạt. Thông thường thì bà con mình rất là yên tâm cái chỗ là nghe các nhà khoa học khuyến cáo nói rằng trọng lượng ngàn hạt được quyết định bởi giống. Cái điều đó đúng rồi. Bây giờ giả sử như cái người ở châu Âu, ở châu Mỹ họ to con như thế này, người châu Á nhỏ con như thế này, thì bây giờ muốn to con thì phải là có cái giống to con trước tiên. Nhưng mà bà con nhớ rằng ngay cả trong những người châu Âu, châu Mỹ to con như vậy, nhưng có những người rất là nhỏ con. Và ngay cả những người châu Á nhỏ con nhưng mà vẫn có những người như vậy là dinh dưỡng tốt, ít bệnh tật rồi này kia, thì họ cũng lớn con, nhưng mà lớn ở trong cái khuôn khổ đó. Nên trong kỹ thuật canh tác chúng ta vẫn có khả năng điều khiển cái trọng lượng ngàn hạt này nó được tốt trong cái khuôn khổ của cái giống đó, chứ không phải là mình nói rằng là do giống quyết định rồi chúng ta không để ý tới nó. Thành ra cái vấn đề là bảo vệ bộ lá đồng để nó giàu gạo tốt, còn tôi là quan hợp tốt để nó chuyển dẫn cái dinh dưỡng vào trong cái gạo, nghĩa là cái hạt mẩy đó nó được tốt, tức là cái hạt nó nặng hơn. Thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta phải chăm sóc cái cây lúa tốt để có được các cái yếu tố cấu thành năng suất tốt, để có năng suất cao. Xin cảm ơn giáo sư. Theo như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bà Dạy đã chia sẻ thì rõ ràng là có rất là nhiều cái yếu tố để có thể cấu thành nên năng suất. Trong đó chúng ta có thể kể như là số bông trên 1 mét vuông nè, rồi số hạt trên bông, tỷ lệ hạt chắc trên một bông và cái trọng lượng trên 1.000 hạt. Như vậy thì cho Thúy Hằng xin được hỏi 4 bà con có mặt ở đây, đó là theo kinh nghiệm của bà con nha, thì trong những cái yếu tố mà mình đã nghe rồi đó, thì cái yếu tố nào nó có ảnh hưởng nhiều nhất đến cái năng suất lúa của bà con? Dần trước tiên thì chúng tôi muốn được lắng nghe ý kiến của nhà nông Trần Văn Lợi, cho biết ý kiến của mình. Theo mấy vụ vừa rồi tôi mặn và canh tác trên đồng ruộng, tôi thấy cái yếu tố là số bông trên 1 mét vuông nó sẽ làm
cho cái ảnh hưởng đến năng suất về của mình. Dạ, mình có thể giải thích rõ hơn là vì sao như vậy không ạ? Thì lý do là nếu mà mình canh tác mà mình để cho cái số bông nó thưa thớt quá thì năng suất nó không có. Rồi cái thứ hai nữa, nếu mà mình để cho lúa mà mật độ nó dày quá đi thì cái bông nó cũng là nhỏ lại, nó không có năng suất bằng cái mình cân đối cho cái mật độ lúa nó ở trên đồng ruộng nó đồng đều với nhau thì nó dẫn đến năng suất cao. Dạ, xin cảm ơn chú Lợi, nhưng mà xin hỏi là chú Nguyễn Văn Đúng có ý kiến có nghĩ giống như vậy không ạ? Mình có suy nghĩ là trong các yếu tố đó thì cái yếu tố mà như chú Lợi đã chia sẻ là nó quyết định nhiều đến năng suất không? Theo tôi đồng tình với anh Lợi, nhưng mà có cái là cái năng suất. Nói về năng suất thì cái 1 mét vuông từ 600 đến 700 cây lúa trên 1 mét vuông, nhưng mà trong đó cái cần cái lượng là chắc hạt trên bông á, thì cái lượng là hạt lúa phải là từ 60 đến 80 là hạt trên một bông. Nếu mà đạt như vậy thì nó là nông dân là đặt yêu cầu đó. Nhưng mà có một cái nữa là thêm về cái vấn đề mà cái lá thăm đồng, nghĩa là mình đi thăm đồng mà cái thăm cái lá nó còn tốt thì nó là được nuôi được cái cậy ở bên trong nữa. Còn nếu mà cái lá nó bị sâu bị bệnh á, thì can thiệp thuốc vào, thành thử ra mình phun thuốc vào để mình nuôi cho nó trồng cậy cho nó no thêm. Dạ, xin hết. Theo như chú Đúng nói là cũng đồng tình với ý kiến của chú Lợi, và đồng thời là ý chú muốn giải thích thêm đó là trong 1 mét vuông phải có từ 600 đến 700 chồi, 700 chồi đúng không ạ? Dân, có thể nói là theo phần, bây giờ sau đây chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai có thể cho cái nhận xét đối với ý kiến của hai nông dân trước đi ạ. Dạ. Dạ. Kính thưa bà con và quý khán giả xem đài, thì qua cái ý kiến của hai nông dân đó là anh Lợi và anh Đúng, thì mỗi người có một cái quan điểm riêng. Tuy nhiên nhìn chung thì nó cũng nằm trong cái quan điểm chung nhất của các nhà khoa học thôi. Bởi vì ý anh Lợi thì anh chỉ cần là cái mật độ xạ vừa phải thôi, và cái số bông, tức là cái bông thì nó cũng không có cần là nó nhiều, mà nó không cần nó to, đại khái là ở mức trung bình. Thì cái này có thể nói là rất quan trọng, bởi vì cái yếu tố đầu tiên là gì? Là số nhánh, số bông trên mét vuông. Cái này là do bà con mình điều khiển được, bởi vì bà con mình có thể xả dày xả thưa tùy ý mình, mình có thể mình bón phân đúng thời điểm, chính xác số lượng số loại, mình khiển được để cho nó ra chồi nhiều hết. Đấy. Rồi quản lý nước cái nữa, nghĩa là ba cái yếu tố này bà con mình tự làm được, có nghĩa là điều kiện canh tác là mình chủ động, cho nên nó có thể nói là yếu tố rất quan trọng. Còn ý kiến của anh Đúng thì đây là cái kỳ vọng, thì anh chỉ cần nói tôi chỉ cần là 1 mét vuông khoảng chừng 600-700 bông là đẹp. Thì đúng rồi, nhà khoa học cũng đã nghiên cứu rồi, khoảng chừng đó là nó vừa thôi. Nhiều quá nó cũng dở, nhiều quá mà hạt nó nhỏ thì năng suất nó cũng bè. Rồi anh chỉ yêu cầu là một bông cũng khoảng chừng 60-80 hạt trên một bông. Có nhiều giống lúa, tôi đếm thử thì trung bình nó khoảng chừng 60-70. Có những loại 100, mà thậm chí những cái giống đặc biệt lên tới 150 nữa. Thì hãy cái hạt và càng nhiều càng đông thì nói chung là cái trọng lượng nó nhỏ lại, giống như nhà đông con mà, thì con nó sẽ ốp lên thôi. Thì nếu mà cái yêu cầu mình đạt được là trung bình khoảng chừng 600-700 bông mét vuông, và số hạt là cũng khoảng chừng 60 hạt một bông, thì tôi tính sơ sơ là mình nhân 4 yếu tố lại thì nó năng suất chắc là cũng phải có chừng 7-8 tấn. Mình tính là hạt lúa khô nha, còn nếu mà anh tính mà hạt lúa ướt mà thu vào đồng luôn, nhiều khi nó là cả 10 tấn. Thì tôi cho đây là cái năng suất lý tưởng nha. Thì về mặt quan điểm thì bà con nông dân mình đã có kinh nghiệm rồi. Thì 4 yếu tố thì trong các cái yếu tố còn lại thì nó do yếu tố môi trường, ví dụ như là bệnh tật, rồi tỷ lệ chắc lép, nhiều khi mưa gió các thứ mình khiến không được. Nhưng mà hai cái yếu tố đầu tiên này nè, tức là cái số bông mét vuông và cái số hạt trên bông mà anh làm được, thì tôi cho rằng bà con mình nông dân mình nắm được kỹ thuật này là mình có thể khiến được, là cái năng suất mà có thể nói kỳ vọng là mình ăn chắc. Thì năm nay tôi thấy năng suất cũng rất rất cao, hầu hết bà con mình năng suất năm nay làm rất đạt, tính bình quân chắc cũng cỡ là 8-9 tấn, thì mình làm ở chừng 7-8 tấn mà nó chắc ăn là ngon lành. Đó là những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng bà con mình có thể áp dụng được, mà kỳ vọng là trong những năm sắp tới chúng ta cũng cố gắng như vậy trở lên. Đây là cái cách làm trong cái canh tác lúa hiện đại là
hợp lý nhất. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Anh Chí ngồi ở đây, chắc anh Chí cũng nghe Phó Giáo sư đã chia sẻ cũng như là hai vị nông dân nãy ý kiến rồi ha. Bây giờ muốn hỏi anh cái là anh có đồng tình với cái việc là cái số chòi hữu hiệu ở trên 1 mét vuông là khoảng 600 đến 700 như là hồi nãy nông dân có nói không ạ? Anh có đồng tình với cái mật số rồi mật độ cái mật độ không? Tôi cũng đồng tình với anh Lợi là cũng đồng tình với cái mật số từ 600 đến 700. Rồi, như vậy thì trong quá trình canh tác ở mình ở nhà mình á thì thường dùng cái cách gì có thể mình duy trì cái mật độ đó? Thì theo cái kinh nghiệm của tôi á thì tôi có hai cái giai đoạn để xử lý để lấy cái số chòi. Thì cái giai đoạn thứ nhất á, là lúa từ 15 ngày tôi xịt lắc ti tăng cường á, là 30 ml cho bình 25 lít. Cái giai đoạn thứ hai là lúa từ 25 ngày tôi xịt là cũng 30 ml cho bình 25 lít. Nó là cho cái số chòi nó là phải nói là nó tốt mà nó đồng đều, nó chỗ bông là nó đồng lọt, nó không có chênh lệch cho mấy. Dạ. Trước tiên thì Thúy Hằng muốn hỏi lại là anh thường xạ bao nhiêu ký giống trên một công? Thì cái giống nguyên chủng á thì từ 12 ký cho đến 13 ký cho 1.300. Còn xác nhận á, thì từ 14 cho đến 15 ký cho 1.300. Dạ. Dạ rồi. Giờ muốn hỏi anh Lê Văn Vàng nè, anh có cái cách làm để giữ cái số chòi hữu hiệu trên một đơn vị diện tích giống như là anh Chí vừa chia sẻ hay không? Dạ thầy, thưa bà con, thì qua cái phần trả lời của anh Chí thì ở đây tôi cũng thống nhất theo cách làm của anh, nhưng đây tôi xin bổ sung một số cái kinh nghiệm để mình trao đổi. Là ngoài việc bón, ngoài việc phun thuốc ta cũng phải tăng cường bón phân trong giai đoạn đẻ nhánh để tăng cái số chòi hữu hiệu cho cây lúa. Rồi thứ hai nữa là nó phải điều tiết nước như thế nào. Thế là nước thời điểm đẻ nhánh thì nó thể xem xét cho nó đủ cho nó số chòi. Chứ còn nếu nước nhiều quá thì thể nó có thể làm chòi hữu hiệu đi, thể bị chết đi. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ, rồi. Xin mời giáo sư có thể có ý kiến thêm. Nãy giờ tôi nghe qua bốn ý kiến của bốn cái nhà nông của mình, tôi nghĩ rằng nông dân của mình rất hay trong cái kỹ thuật canh tác. Tức là trong các yếu tố mà cấu thành năng suất thì cái chuyện trước tiên đó là phải chọn làm sao đủ số bông trên một đơn vị diện tích. Bởi vì tôi nói nổi cái chỗ này không thì bà con mình sẽ thấy nè. Nếu bà con mà làm được 600 bông trên một thước vuông mà chỉ cần có năm, như vậy là chỉ cần có 50 hạt chắc trên một bông thôi là năng suất mình 7,5 tấn tới 8 tấn. Còn nếu như mà mình mà hạ cái số bông trên thước vuông, tức là làm dở để số bông thước vuông còn khoảng cỡ chừng 400 bông thôi á, mà muốn đạt được cái năng suất mà 7 tới 8 tấn này đó thì bà con cần tới là 70 mấy hạt, 75 hạt chắc trên một thước vuông. Thì như vậy giữa một cái bông á, mà mang 50 hạt thì nó nuôi dễ hơn là cái bông nó nuôi tới là 75 hạt. Giống như là cái chỗ mình nói bây giờ á, là chúng ta có 100 ký vật liệu này, chúng ta phải di chuyển nó đi. Nếu mà 10 người á, thì phải là mỗi một người phải di chuyển tới 10 ký. Mà nếu tôi có 20 người á, thì mỗi người di chuyển có 5 ký, nên 5 ký nó sẽ nhẹ di chuyển hơn là mỗi một người, nghĩa là phải mang tới 10 ký. Thì như vậy một bông mà mang khoảng cỡ 50 hạt chắc rất dễ làm. Còn một bông mà chúng ta kỳ vọng nó mang 75 hạt chắc, mình nói đây là bình quân nha, bà con đừng lấy bông cái, bà con đếm 100 hạt, bà con nói thì dễ nói gì với tôi có cả 100 hạt. Thật ra còn những cái hạt, nhưng còn những cái bông tí xíu thì sao, bình quân 75 hạt chắc trên một bông khó làm hơn là làm 50 hạt chắc trên bông. Mà muốn làm 50 hạt chắc trên bông mà có được năng suất mà cỡ 7,5 tấn 8 tấn thì chúng ta phải cần tới 600 cái bông lúa. Mà 600 bông lúa thì đúng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nhật Hai nói lúc nãy, cái này chúng ta điều khiển được, chúng ta chủ động được. Như hồi nãy thì cũng nhà nông mình nói đó, chủ động nếu mà chúng ta sợ thưa thì chúng ta sẽ tăng cường chỗ này đẻ nhánh lên, sử dụng những cái chất kích thích đó để mà nó nhảy chòi lên. Còn nếu mà chúng ta sợ dày thì như vậy chúng ta phải có cái cách để mà chúng ta nuôi cái chòi này như thế nào, thì cái vấn đề đó tất cả đó chúng ta điều khiển được. Nhưng mà tới chừng mà quyết định cái số hạt chắc hả, nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa mà nhiều khi chúng ta điều khiển không được.
nên tôi nghĩ rằng bốn ngàn đồng mình chọn một cái gọi là cái yếu tố cấu thành năng suất gọi là chắc ăn đầu tiên thì tôi cho rằng cái đó là rất là hay. Dạ, xin cảm ơn. Kiến thêm ở chỗ này là trong thực ra trong bốn cái yếu tố thì yếu tố bông là quyết định nhiều nhất, bởi vì đứng về phía bảo vệ thực vật thì chúng ta thấy là mặc dù là có những cái thuốc rồi có những cái khác để mà chúng ta bổ trợ, nhưng mà nếu không có cái bông lúa thì thuốc men rồi dịch hại vậy thì mình bảo vệ cái gì đây? Mình bảo vệ, mình không có cái bông lúa thì làm sao mà có cái hạt lúa để mà đi bảo vệ, rồi để phun xịt thuốc, rồi để dưỡng cái lá rồi những cái còn lại. Thì tôi nghĩ là cái đầu tiên đúng là bà con đã chọn đúng là cái bông lúa, cái đã. Cái yếu tố đầu tiên đó phải không ạ? Dạ. Cũng được biết là thạc sĩ Trần Thị Bích Trân có đi thăm đồng của bốn nông dân ở đây, thì thạc sĩ có thể thông tin thêm là bốn nông dân này làm lúa có trúng không ạ? Thì tôi nói sẽ không bằng bà con nói, nhưng mà về thực tế á, là cái vụ đông xuân trước là ở ruộng của chỗ anh Vàng, cái ruộng của chỗ anh Vàng thì làm giống jasmine mà đã đạt được là 1 tấn 1 trên 1.300 đó. Rồi ruộng của anh Lợi thì được 1 tấn 1 đến 1 tấn 2 mà cái giống VD á. Như vậy á, thì với cái thời điểm mà bà con thu hoạch ở thời điểm đó nữa thì tôi muốn chỗ anh chia sẻ đó là lúc đó thì mình đã đạt lợi nhuận bao nhiêu. Rồi mời anh Vàng. À, thì em tôi làm công là lúc nãy chị Trần cái lộn là được 1 tấn 2 chứ không phải 1 tấn 1. Tấn mốt chưa chịu. Sau khi mà làm thì trừ chi phí thì phân cũng như chung là trừ hết trơn luôn, là tôi còn lời khoảng công 4 triệu. Công 4 triệu là công 1.300. Là 1.300 mét vuông. Dạ. Thì cũng khá rồi ha. Con biết là bà con ở đây còn có gì hỏi với quý vị diễn giả nữa không? Chú Lợi có hỏi gì thêm không chú? À, thưa thầy, cho em hỏi một cái giống lúa WD20, một cây lúa mà mình lấy cái số chồi nó được bao nhiêu cây gọi là đủ à thầy? Rồi, cụ thể trên một giống luôn. Rồi, vậy là hỏi chú anh muốn hỏi là thầy Dễ hay là thầy Hai? Muốn hỏi thầy Dễ. Rồi, mời thầy Dễ trả lời. Bây giờ em hồi nãy em lại hỏi gì chị là số chồi trên em hỏi, xin lỗi em hỏi lại giùm tôi. Một cái hạt lúa đó, ra bao nhiêu cây, ra bao nhiêu bông lúa thì vừa? Cái này nó sẽ tùy thuộc rất là nhiều em lại. Nếu mà lúa cấy mà em cấy thưa thì nó cần phải nảy chồi nhiều. Bởi vì á, mình chẳng hạn như mình cần lúa cấy, mình cần chẳng hạn như là 500 bông đi. 500 bông. Mà nếu em cấy cái mật độ mà chỉ có một thước vuông như thế này, chỉ có 20 bụi thôi, thì mỗi một bụi thì em cần cho tới 25 cái bông lúa đặng thành ra cái chú chồi nó nở phải rất là nhiều. Mà nếu một cái hột lúa mà tự nó đứng một mình á, nó có thể là nó nở ra tới 40-50 chồi đặng. Nhưng mà trong cái điều kiện lúa xạ của mình á thì chỉ vào khoảng tối đa là khoảng cỡ chừng 3 chồi hay là 4 chồi. Nếu mà em xạ thừa, còn em xạ dày nữa hả? Đâu em về em xem thử coi. Ở trên cái ruộng của mình đó, cái chỗ mà dày đó, nhiều khi đó là một hột nó chỉ lên có một cây chứ nó nở trộn được. Có nghĩa là chính cái mật độ nó sẽ quyết định cái độ nhảy chồi của nó. Thì thông thường ở đây đó, thì nếu như trong trường hợp mà em xạ như em nói lúc nãy đó, xạ khoảng 10-10 mấy ký cho một công 1.000 thước vuông đi, thì như vậy là trên một thước vuông của em đó là có khoảng 300 cái hột lúa trên đó. Mà nếu mà em cần 600 bông thì em nhân cho 1.2. Bà con mình nhớ rằng muốn cần 600 bông á, cái số chồi phải nhân cho 1.2 nữa mới được, tức là phải ra được 720 chồi. Để chi? Để hao hụt 20%, thì như vậy là 20% chồi vô hiệu, thì lúc đó mình còn lại được 600 bông. Mà hiện giờ mình có chỉ có như vậy là 300 cái cây lúa lên thôi, thì như vậy mỗi một cây lúa như thế này em phải cho nó ra thêm 2 ngành trê nữa, thì như vậy được khoảng 900 chồi. Để tới chừng nữa nó chết đi thì còn lại khoảng là 600 bông. Còn nếu như mà em xạ mà cho tới cái mật độ mà 20 ký thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái vấn đề là em phải coi lại trong cái vấn đề điều kiện. Cái này thì bà con mình đã từng gặp phải rồi em lại. Tức là xạ đã dày rồi mà còn thúc, lúc đầu thúc cho nó nhảy chồi vô nhiều nữa, thì tới chừng nữa những cái chồi vô hiệu nó nhiều. Mà bà con biết như thế này nha, nghĩa là mình thúc lên 1.000 mấy trăm chồi nhưng cuối cùng lại rồi đó, như tôi nói lúc nãy đó, cái cây lúa mà lớn con á thì cần khoảng 300 cho tới 400 bông để có năng suất. Cây lúa mà con